cuộc hôn nhân lầy lội của Chris Phan và Mai Quỳnh Anh. Kết hôn ở độ tuổi được cho là khá trẻ, đàn gái hơn tuổi đàn trai, dẫu thế Chris Phan và Mai Quỳnh Anh đến nay vẫn chứng minh hạnh phúc rất đáng ngưỡng mộ. Thay vì sinh con, họ lựa chọn ở bên nhau, cổ vũ đối phương phát triển sự nghiệp trước. Mọi tin đồn xung quanh cũng không hề gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của Chris Phan và Mai Quỳnh Anh. Ai cũng vô cùng ngưỡng mộ khi cặp đôi có công thức riêng để giữ gìn hôn nhân ngọt ngào đến bây giờ. YouTuber Chris Phan và hot girl Mai Quỳnh Anh được nhớ đến khi có chuyện tình hết sức lãng mạn. Đến nay đã về chung một nhà được gần 3 năm, thế nhưng cặp đôi này vẫn thể hiện tình cảm không khác gì thời mới yêu. Chris Phan và Mai Quỳnh Anh tổ chức đám cưới hồi năm 2019 sau 2 năm tìm hiểu và yêu nhau. Ngày vui của họ diễn ra tại một nhà hàng lớn và sang trọng ở Sài Gòn. Không hề khó hiểu khi Chris Phan nổi tiếng là một YouTuber có khối tài sản lớn, bản thân anh cũng có xuất thân không phải dạng vừa. Điều đáng nói, thời điểm cặp đôi đột ngột về chung một nhà khiến nhiều tin đồn cho rằng họ cưới chạy bầu rộ lên. Tuy nhiên từ đó cho đến bây giờ, Chris Phan và vợ hơn tuổi vẫn chưa công bố tin vui. Dù người trong cuộc chưa nói lý do của điều này, thế nhưng khán giả cho rằng cặp đôi chưa muốn có con là để tận hưởng cuộc sống hôn nhân cũng như tập trung phát triển sự nghiệp. Cuộc sống hôn nhân của Chris Phan và Mai Quỳnh Anh khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ bởi họ không chỉ vừa lãng mạn, ngọt ngào mà còn luôn ngập tràn niềm vui. Bất kể là ở ngoài đời, trên vlog hay mạng xã hội, Chris Phan và Mai Quỳnh Anh luôn có những hành động hài hước, bình luận trêu đùa đối phương. Nhiều người cho rằng cũng nhờ tính cách vui vẻ, cực hợp rơ mà Chris Phan và Mai Quỳnh Anh có thể yêu nhau bền vững kể cả trước kia lẫn khi đã về chung một nhà. Lầy lội là thế, song cuộc hôn nhân của Chris Phan và Mai Quỳnh Anh cũng không thể vắng đi sự ngọt ngào lãng mạn. Trong những dịp quan trọng, dù bận rộn nhưng cả hai vẫn sắp xếp thời gian ở bên đối phương. Họ cũng thường xuyên đưa nhau đến những điểm du lịch, nghỉ dưỡng để hâm nóng tình cảm. Nhưng cuộc hôn nhân của Chris Phan và Mai Quỳnh Anh, ai nấy cũng không khỏi ngưỡng mộ và ước ao. Giờ đây, điều khán giả trông chờ là cặp đôi sẽ công bố tin vui của gia đình trong một ngày không xa.